Màu mẹ quá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món gà xào sợi ớt nha. Nguyên liệu thì gồm có một con gà, sả mình đã cắt sẵn nha, bằng tiếp theo là một ít ớt và tỏi. Rồi chuẩn bị, bây giờ mình sẽ ướp gà để chuẩn bị xào sợi ớt nha. Giờ mình sẽ bỏ sả đi nha. Tiếp theo là bỏ ớt. Rồi bỏ để trộn đều lên để sả ướp trong vòng 10 đến 15 phút. Cho nó thành tỏi. Nha các bạn. Lên. Rồi. Chút bột không? Bột ngọt. Giờ sẽ bảo tiếp bột ngọt nha. Trời ơi, nhiều quá. Nhiều quá. Ăn quên chín mất trí nhớ. Rồi bông xí muối nha. Một chút tiêu. Bỏ màu má. À bỏ vào ăn nữa. Một chút xíu cho ăn nha. Để bỏ thử như thế. Mới coi thử. Con nghĩ là sẽ bỏ nhiều muối dữ. Muối là bao nhiêu? Bỏ vào ăn nha các bạn. Bỏ vào tắt luôn. Sợ tới. Cái là gì má? Hú ướp. Hủ ướp nha các bạn, ướp gia vị nhà mình có. Bỏ một chút sa tế nha. Đổ lên nha. Bỏ thêm đường. Bỏ thêm một xí đường nữa. Rồi bắt đầu trộn lên nha các bạn. Trộn lên để cho nó thấm vào nguyên xào. Thank you.
thấm một tí, bếp sẽ chảo dầu nóng lên. Nóng lên bỏ vô xem. Cục đen chẳng có hơi to là sốt à. Thì mình sẽ ướp trong vòng 15 phút nha các bạn. Rồi mình sẽ bắt bếp lên xào. Sau 15 phút ướp thì thịt của mình cũng đã thấm rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho lên chảo nha. Bật mở ra. Sẽ bật bếp nha các bạn. Rồi. Giờ mình bỏ dầu đợi cho nó nóng nữa. Rồi. Mình giờ mình sẽ bỏ hành vô nha các bạn cho nó thơm. Để dầu chín đã. Đợi hành một vàng một chút là mình sẽ bỏ dầu nha các bạn. Bỏ gà nha các bạn. Gà đây là gà Thái vườn nha mọi người. Gà đây là gà siêu sạch. Nó rất là dai. Độ dai nó là siêu. Siêu ngon. Quê quá. Sang lại.
thấy không? Nghe cái đầu đây. Đang chuẩn bị xong dần lại. Giờ mình để thịt gà sang 15 phút. Bây giờ mình tiếp tục dùng đũa đảo lên thịt lên. Đảo qua đảo lại cho thịt thấm dần. Mọi người thấy không? Đó, thịt bắt đầu sang. Đảo thịt đều. Sau đó mình sẽ cho lửa nhỏ lại một xíu. Đun thêm trong vòng thời gian 25 phút nữa để gà với lại nước được keo lại, sang lại. Trong thời gian mình đợi gà 20 phút, cuối cùng gà cũng đã sang lại. Mọi người thấy không, sang lại và lại đã chuyển màu vàng. Đảo thêm 5 phút nữa. Đảo đều 5 phút. Trong lửa nhỏ. Trong lửa thật nhỏ. Phải là tắt lửa hay thì đỡ ngồi như thế nhắn ngoài không? Mình nghĩ như vậy là vừa rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ tắt bếp nha. Rồi mình tắt bếp nha. Thì mình sẽ bày ra dĩa nha các bạn. Bếp xong rồi mình dùng thìa múc gà ra. Dĩa gần vô đó mình múc ra. Mọi người thấy không, gà mình để xào kêu lại rồi múc ra. Every day.